Cô chào tất cả các em học sinh khối lớp 9 trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay cô hướng dẫn các em ôn tập kiểm tra giữa kỳ học kỳ 2 của bộ môn sinh chính. Thì cho cái phần kiểm tra giữa kỳ này, các bạn ôn cho cô các nội dung trọng tâm gồm các bài sau. Thứ nhất là bài 41 môi trường và các nhân tố sinh thái. Bài 42 ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật. Bài 44 ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật. Bài 47 là quần thể sinh vật và bài 50 là hệ sinh thái. Thì trong bài 41, các bạn chú ý về một số nội dung trọng tâm. Thứ nhất đó là môi trường sống. Thì các em phải học được khái niệm và các loại môi trường sống, mỗi loại cho ví dụ. Về nhân tố sinh thái, thì khái niệm về nhân tố sinh thái là gì? Là yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật. Về khái niệm nó cũng rất là ngắn. Thì trong nhân tố sinh thái nó có hai nhóm chính, đó là nhóm nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh. Thì phần này các bạn có thể làm cái bài tập số 1, số 2 cuối sách giáo khoa ở cái bài 41 ha. Phần thứ ba là giới hạn sinh thái. Thì giới hạn sinh thái là gì? Khái niệm các bạn phải học thuộc và xem cho cô hình 41.2 sơ đồ giới hạn nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam. Phần này để chúng ta ứng dụng, chúng ta trả lời các câu hỏi. Bài 42 ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật. Thì ảnh hưởng ánh sáng lên đời sống thực vật và đời sống động vật. Hai phần này thì các bạn coi về kiến thức nó đã ảnh hưởng như thế nào đến đời sống thực vật. Thì bên cạnh đó các bạn phải hiểu được ánh sáng, dựa vào điều kiện ánh sáng thì người ta chia thực vật ra làm hai nhóm cây, đó là nhóm cây ưa bóng và cây ưa sáng. Các bạn xem tham khảo sách giáo khoa để chúng ta nhận diện đúng thực vật thuộc cây ưa bóng hoặc là cây ưa sáng nha. Còn đối với động vật thì ánh sáng của ảnh hưởng lên đời sống của động vật, và người ta chia ra làm hai nhóm, đó là động vật ưa tối và động vật ưa sáng. Phần này các bạn cũng phải vận dụng để chúng ta nhận diện cho chính xác khi có bài tập liên quan tới việc nhận diện động vật này thuộc nhóm là ưa tối hay là ưa sáng. Trong bài 44 thì các bạn sẽ có hai cái mối quan hệ, đó là quan hệ cùng loài và quan hệ khác loài. Thì quan hệ cùng loài thì nó có hỗ trợ hoặc cạnh tranh. Nó hỗ trợ thì các bạn cũng biết rằng là khi nào nó hỗ trợ, khi nó sống gần nhau, đúng không nào? Còn cạnh tranh khi có sự tranh giành thức ăn, nơi ở, điều kiện sống, vân vân. Rồi, các bạn xem trả lời các câu hỏi ở phần 1 la mã trong sách giáo khoa. Còn phần 2 la mã thì cái phần trọng tâm là các bạn phải học được đặc điểm của các mối quan hệ khác loài. Thì quan hệ khác loài nó có hỗ trợ cộng sinh hoặc hội sinh, rồi đối địch cạnh tranh, ký sinh nửa ký sinh hoặc là sinh vật ăn sinh vật. Và khi các bạn học đặc điểm, các bạn nhớ làm cho cô các ví dụ có trong sách giáo khoa. Những cái ví dụ có trong sách giáo khoa thì các bạn phải nhận diện nó thuộc mối quan hệ gì. Các bạn phải xác định rõ ràng ra là mối quan hệ cộng sinh hay là hội sinh hay là cạnh tranh vân vân, chứ không có nói hỗ trợ hoặc đối địch không thì các bạn sẽ không có điểm tối đa cho phần này. Rồi, bài 47 quần thể sinh vật thì các bạn sẽ xem học kỹ cho cô về thế nào là một quần thể sinh vật, tức là cái phần khái niệm các bạn phải thuộc. Thì từ cái khái niệm này các bạn sẽ xác định được ví dụ này có phải là quần thể sinh vật hay không. Thì để rèn luyện cho phần này, các bạn xem cho cô bài tập ở cái bảng 47 sách giáo khoa phần 1 la mã. Thì trong cái bảng này nó có các ví dụ, các bạn phải xác định cái ví dụ nó có phải là một quần thể hay không, các bạn phải giải thích ra được nếu là phải thì tại sao, nếu không cũng tại sao. Phần thứ hai là đặc trưng cơ bản của một quần thể sinh vật. Thì cái phần trọng tâm các bạn xoáy vào cho cô, đối với đặc trưng cơ bản nó có 3 đặc trưng, đó là tỷ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi và một quần thể. Thì riêng cái thành phần nhóm tuổi thì các bạn xem kỹ về ý nghĩa của các nhóm tuổi, rồi quan sát cái hình 47.2. Và đặc biệt là các bạn làm cho cô bài tập số 2 trang 142. Bài tập này người ta cho những cái thông số yêu cầu chúng ta hãy vẽ tháp, các dạng tháp tuổi. Thì các bạn làm bài tập ở phần này rèn luyện cho cô ha. Tiếp theo bài 50. Thì bài này các bạn sẽ có những cái khái niệm cần phải học thuộc. Thứ nhất là hệ sinh thái, thứ hai là chuỗi thức ăn và thứ ba là lưới thức ăn. Thì về hệ sinh thái, về khái niệm, các bạn phải học đầy đủ khái niệm
Hệ sinh thái là bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã thì người ta gọi là sinh cảnh. Thì trong cái hệ sinh thái, các sinh vật nó tác động qua lại lẫn nhau và tác động với nhân tố vô sinh của môi trường, tạo nên hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định. Như vậy cái phần này các bạn viết cho nó đầy đủ về khái niệm. Và các bạn phải hiểu rằng một cái hệ sinh thái hoàn chỉnh thì gồm có các thành phần. Trong đó có bốn thành phần chính. Thứ nhất là thành phần vô sinh, sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải. Đồng thời, ở cái phần 1 la mã hệ sinh thái, các bạn trả lời câu hỏi lệnh tam giác phần 1.1 trang 150 nhé. Qua phần chuỗi thức ăn, cái phần này các bạn cũng rèn luyện nhiều hơn, dựa vào cái bảng 50 2, cái bảng 50.2 nha, trang 151 á. Thì thứ nhất là bạn phải học khái niệm chuỗi thức ăn là gì và trả lời câu hỏi lệnh tam giác á, cái phần mục 2 la mã chấm 1 trang 152 thì nó có sẽ có những câu hỏi, nó hỏi thức ăn của chuột là gì. Như vậy các bạn sẽ dựa vào cái sơ đồ hình 50.2 để các bạn viết chuỗi thức ăn. Như vậy các bạn sẽ rèn luyện chuỗi thức ăn. Lỡ trong đề thi người ta ra lưới thức ăn, người ta yêu cầu hãy viết chuỗi thức ăn đi qua sinh vật nào, hoặc là sinh vật nào tham gia những chuỗi thức ăn nào thì các bạn sẽ liệt kê được. Phần này các bạn rèn luyện thêm ha. Về lưới thức ăn cũng vậy, các bạn cũng sẽ học cho cô khái niệm về lưới thức ăn và trả lời câu hỏi lệnh tam giác ở mục 2 la mã chấm 2 trang 152. Đồng thời các em làm bài tập số 2 trang 153. Thì bài tập này là nó có yêu cầu là chúng ta viết lưới thức ăn. Các bạn rèn luyện cái cách viết lưới thức ăn. Tuy nhiên, tùy nếu như ở trong một cái đề có lưới thức ăn, một bài tập có lưới thức ăn thì người ta có thể đặt nhiều câu hỏi. Ví dụ như hãy kể tên các mắt xích chung, hoặc là hãy cho biết bao nhiêu chuỗi thức ăn đi qua con châu chấu chẳng hạn, hay con chuột ví dụ đó. Tùy vào trong cái lưới thức ăn người ta sẽ đặt câu hỏi và các bạn sẽ có sự liên hệ thực tế. Như vậy là trọng tâm chính của bài là cô cũng đã hướng dẫn cho các bạn ôn cho phần kiểm tra giữa kỳ. Các bạn lưu ý ha, ôn lại những kiến thức mà cô vừa nói, ôn thật kỹ rồi đã trả lời các câu hỏi lệnh tam giác và câu hỏi cuối bài sách giáo khoa, những bài mà ôn kiểm tra giữa kỳ đó. Bên cạnh đó các bạn có thể vận dụng những kiến thức để trả lời câu hỏi về bài tập. Và trong bài tập kiểm tra giữa kỳ, trong cái đề kiểm tra thì sẽ có 5 câu hỏi ở các dạng liên quan tới các bài mà các bạn ôn tập. Cô chúc các bạn ôn tập thật tốt để làm bài đạt được kết quả tốt nhất nhé. Rồi, cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở lần sau.